Ở đây ta gọi công thức chung cho hai anhít đo đơn chức đồng đẳng kế tiếp là CnH2nO. Với N ở đây là số carbon trung bình. Ở đây chúng ta sẽ tạo thành NCO2. Số mol CO2 ở đây là bằng 0,07. Thì anhít ở đây là 0,07 trên N. Chúng ta có 14N cộng 16 là khối lượng mol, sẽ bằng khối lượng là 1,416 chia cho số mol. Số mol đây là 0,07 trên N. Giờ đây chúng ta rút được N ở đây là bằng 2,33333. Do đề cho hai anhít là no đồng đẳng kế tiếp, thì anhít đầu tiên chúng ta là C2H4O, anhít thứ hai là C3H6O. Chúng ta sẽ tạo thành CO2. Ở đây ta gọi số mol của mỗi anhít lần lượt là x mol, y mol. CO2 đây là 0,07 mol. Ta có hệ đó là khối lượng của hỗn hợp là 1 bằng 1,46, C2H4O là 44x cộng cho 58y của C3H6O, thế để cho là bằng 1,46. Cái thứ hai em đi bỏ toàn C. C bên trái là 2x cộng cho 3y bằng CO2. Ở đây em tính được x bằng 0,02 và y bằng 0,01. Vậy khi đó chúng ta tính được khối lượng của thằng này sẽ bằng 44 nhân cho 0,02. Ở đây là bằng 0,88. Tương tự tính khối lượng thằng này sẽ bằng 0,01 nhân cho m lớn đây là 58, là bằng 0,58. Như vậy câu đúng ở đây mình chọn là câu B.